Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 18 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 1.522 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới cao nhất hơn nửa năm qua. Trong ngày có 138 ca khỏi, số bệnh nhân nặng tăng vọt lên 102 ca, trong đó có 10 ca phải thở máy xâm lấn. Theo Bộ Y tế, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4 là 2.000 ca, tăng gần gấp 10 lần so với tuần trước đó. Riêng 3 ngày qua, 14, 15, 16 tháng 4 năm 2023 đã ghi nhận 2.272 ca mắc mới, trung bình mỗi ngày có 757 ca mắc. Ngày 17 tháng 4, số ca mắc đã vượt lên 1.000, cao nhất trong gần 6 tháng qua. Đến thời điểm này, cả nước tiêm hơn 266 triệu liều vaccine COVID-19, các loại cho các đối tượng theo hướng dẫn và khuyến cáo. Số mũi vaccine COVID-19 tiêm trong ngày 17 tháng 4 là 4.854 mũi tiêm tại 14 tỉnh, thành phố, trong đó có 3.972 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và 881 mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, các địa phương chỉ đạo giám sát chặt chẽ ca bệnh, chuẩn bị nhân lực, vật lực, sẵn sàng điều trị bệnh nhân nặng. Tại Quảng Nam, ngành y tế tiếp tục thúc đẩy tiêm vaccine COVID-19 đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh chủ động giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh, chúng ca bệnh, điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, xử trí triệt để ổ dịch, không để lây lan trên diện rộng. Tỉnh Bắc Giang, Đắk Lắc và Phú Thọ ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã xây dựng hai phương án phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế cũng khuyến cáo người chưa tiêm, đặc biệt là trẻ em và những người trên 50 tuổi có bệnh nền cần đến các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện việc tiêm chủng, đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Theo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Phan Trọng Lân, hiện nước ta chưa thay đổi khuyến cáo về tiêm vaccine COVID-19. Vaccine vẫn là biện pháp hiệu quả tăng miễn dịch với biến chủng Omicron, ngăn nguy cơ bệnh diễn biến nặng và tử vong.